tiền nào của đấy thôi bác. Quan trọng nội thất bên trong. Chuẩn lên ra. Chứ còn 11 Pro Max bảo là mua 7,4 triệu bán 7,8 triệu thì chắc chắn là không bao giờ có điều đấy xảy ra ở thời điểm bây giờ nhé. Và để chứng minh cho gọi là tiền nào của đấy thì đây, hôm nay mình về được hai con máy, về được nhiều máy nhé. Thì chút nữa mình sẽ quay những con máy mới về. Nhưng mà đây, trong đó có hai con, một con 13 Pro Max này, máy zin full 14,5 triệu, nhưng cũng là 13 Pro Max. Con này thì ra phải là 16,5 triệu, chênh nhau 2 triệu đấy. Và bây giờ sẽ cho mọi người xem nhé. Ok, hôm nay về được từng này máy. Nhưng mà nhà bận quá, bận vì là cái cửa hàng này mới đang sửa lại. Đấy, thế nên là mình chưa lau chùi gì đây. Hai con 13 Pro Max, một con này là 16,8 triệu. Còn con này chỉ 14,5 triệu thôi. Đều zin chất nhá. Đây, quay con này trước. 13 Pro Max 128GB bản VN, pin 86%. Máy zin full thì tự đẹp keng. Máy zin full tự đẹp keng 99 nhá. À. Pin 86 này. Bản VN 128GB này. 16,8 triệu, 16,8 triệu nhá. Máy zin full thì tự đẹp keng. Thế còn con này, đây, 14,5 triệu, pin này còn được 87, cũng bản VN nhé. Đấy, con này thì bị một vết ở đây, này. Một vết hơi cấn cấn ở đây nhá. Đấy, 14,5 triệu. Đây. Bản VN này, 128GB này. Pin 87% nhá, pin 87% nhá. Đấy. Và vì sao con này rẻ vậy? Rẻ hơn con kia hơn 2 triệu. Không phải vì cái vết này đâu. Cái vết này cũng rẻ hơn, chỉ rẻ hơn được 1 triệu thôi. Nhưng vì sao lại rẻ vậy? Bởi vì con này ấy, nó là đã thay màn, nhưng thay màn zin nhá. Và người ta thay ấy, thì ta sàng cả cổ cáp, cho nên nó sẽ không báo là thay màn ở đây. Nếu như con này mình bảo là máy zin, các bạn biết làm sao được con này zin hay không, đúng không? Tháo ra thì vẫn zin, màn vẫn zin bình thường. Đấy, thế nhưng mà nó sàng cái cổ cáp, cho nên nó không báo, đúng không? Đấy. 14,5 triệu một con 13 Pro Max, giá ngang 12 Pro Max luôn. Đấy, vẫn được bảo hành 3 tháng, bao test 1 tháng nhé. Tiếp một con 14 Pro Max 128GB bản VN, pin 89%. Máy bao zin full. Hình thức đẹp là 9899. Bản VN 128GB pin 89%. 21,5 triệu. 21,5 triệu. 21,5 triệu. Tiếp theo là một con 11 Pro Max 64GB. 11 Pro Max 64GB, con này đẹp lắm. Thật sự. Lâu nào mới mua được con 11 Pro Max hết nước chấm như này. Pin hơi thấp một tí. Nhưng mà giá thì rẻ, có 9,8 triệu thôi. Pin 83%, pin này các bạn vẫn dùng vài tháng bình thường. Bản Mỹ 64GB. Bản Mỹ 64GB. Máy zin đẹp keng, 9,8 triệu. Tiếp theo một con 12 Pro 206GB, pin 83%, máy zin đẹp. Con này thì giá mềm lắm. 11,6 triệu, quá rẻ luôn, được 206GB. Vì con này nó báo 3 hàng nhé. Pin linh kiện Apple chính hãng, màn linh kiện Apple chính hãng và camera linh kiện Apple chính hãng. Máy mình bao zin nhé. Bao gì nó báo như vậy có nghĩa là hãng người ta đã thay rồi nhá, người ta đã thay rồi. Nhưng có con này 206GB, pin 85 thì đắt thêm 2 triệu nữa cơ, là 13,5 triệu, máy zin đẹp. Đấy, thì con này nó không báo, không báo gì, không báo gì luôn nhá. Mã Mỹ, máy zin đẹp, 13,5 triệu. Tiếp theo một con 11 Pro 206GB, con này thay lưng nhá. Đấy, thay lưng thì mình báo thay lưng luôn. Tiền là số 9 mà. Uy tín nó là số 10. Đối với mình uy tín nó là tất cả luôn. 8,2 triệu, 206GB, con này đã thay lưng. Tiếp theo là một con Oppo A15 bản đặc biệt.
A15s nhé, RAM 6 bộ nhớ 128. Máy zin đẹp. Cái này là có cái miếng dán đấy, bóc ra là đẹp nhé. Máy zin đẹp 1 triệu 9. 1 triệu 9. Tiếp theo thanh lý một con Oppo A5 2020. RAM 4 bộ nhớ 128. Vỡ kính mặt trước. Vỡ kính mặt trước. 1 triệu 3. Bạn về tự đi ép kính nhé. Máy mình bao zin. 13 Pro bản GA 128GB pin 88%, 15 triệu, máy zin đẹp. Bản GA máy zin đẹp, 15 triệu, 13 Pro. Tiếp theo một con 13 Pro nữa, con này à. 206GB bản KH. 15 triệu 500, pin 85%, máy zin. Rẻ thế nhỉ? À đâu, bản VN chứ không phải bản KH nhé. Bản VN. Con này lưng đằng sau nó hơi mưa mưa một tí là do dùng ốp nhá. Nói chung là máy mình bao zin, mặt trước thì đẹp long lanh. Còn mặt sau là hơi mưa mưa là do dùng ốp thôi. 15 triệu 500 nhá, 15 triệu 500. Tiếp theo một con 13 Pro nữa, 128GB pin 89% bản VN. Máy zin thì thức đẹp keng. Màu xanh quân đội. 15 triệu 900 bản VN. Pin 89%. 15 triệu 900. Tiếp theo là một con Samsung A30 1 triệu 1. Con này cũng vỡ kính mặt trước nhé. Vỡ kính mặt trước. Các bạn về tự đi ép. Con này RAM 3 và như 32. Đúng không? RAM 4 luôn, đúng không? RAM 4 luôn này. Chữ 1. Tiếp theo là một con Samsung Note 8. Con này bản Hàn một SIM nhé. Máy zin đẹp, không ám ố, màn đẹp không ám ố nhé. Samsung Note 8. Con này thì RAM 6 2 triệu rưỡi nhé, 2 triệu rưỡi. Tiếp theo là con Oppo A31. Oppo A31. RAM 4 bộ nhớ 128. Máy zin hình thức 98. RAM 4 bộ nhớ 128. 1 triệu 7. VinSmart. VinSmart Active. RAM 664. À, VinSmart Lite nhá. RAM 664. Mình bán cho bạn tiền màn thôi. Màn con này đắt lắm, các bạn nhìn màn đẹp không? 1 triệu 4. 1 triệu 4 nhá. Con Z19 này mà có khách chốt xong rồi lại. Lại không ship được cho khách vì là khách vội quá. Z19 ấy. RAM 464, máy zin đẹp có 1,6 triệu thôi. Con này máy zin pin trâu hình thức đẹp nhá, 1,6 triệu. Và cái con này thì mình xả lỗ. Lỗ 100. Con này là con LG Q61. 4 cam sau các bạn nhìn này. 4 cam sau rất đẹp nhá. Đèn flash này, vân tay. Đấy, màn thì con này đẹp lắm. Mỗi tội hết pin mình còn khoảng chục cây này. Chục cây này để cho các bạn với giá là 2 triệu. 2 triệu. LG Q61, RAM 464, 2 triệu nhé. 2 triệu máy zin đẹp. Và các bạn chú ý rằng là mình chỉ lên giới thiệu cho các bạn hàng mới về thôi. Còn các bạn muốn xem tất cả những cái sản phẩm bên mình đang còn ấy, thì các bạn nhắn tin cho bên mình qua số Zalo 0566 88 99, hoặc quay lại cái video mình đăng ngày 16 tháng 11. Vì bây giờ mình cũng có hai cửa hàng. Đấy, thế cho nên là mình cũng rất là bận. Mình không thể ngày nào cũng quay toàn bộ sản phẩm bên mình được. Vì bên mình thật các bạn rất là nhiều. Đây đang bừa bộn. Đây các bạn nhìn này. Điện thoại chồng chất lên nhau này. Đây này. Tủ này. Đây này. Đấy, chưa tính cửa hàng kia này. Chồng chất lên nhau. Đấy. Cho nên mình quay ngày. Còn các bạn muốn xem thì các bạn có thể liên hệ bên mình.
các bạn có thể liên hệ bên mình, sau đó bảo nhân viên chụp ảnh cho các bạn xem. Đấy, mình sửa cửa hàng này, các bạn nhìn đẹp không? Hơn chục triệu đấy các bạn. Đấy, hơn chục triệu tiền sửa. Bởi vì mình làm cái cửa hàng mới kia, nó thật các bạn, nó đẹp quá. Thế cho nên mình làm cái cửa hàng này, làm lại cho nó nét con bộ lẹt luôn. Đấy, thì mọi người xem ưng con nào thì nhắn tin Zalo nhé. Ngoài ra muốn xem tất cả sản phẩm bên mình một lần nữa, xem lại cái video ngày 16 tháng 11. Và đừng quên bấm like cũng như là đăng ký kênh của mình nhá. Thank you, goodbye, chào và hẹn gặp lại.